Kính chào quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện Ai quan trọng nhất? Câu chuyện được bắt đầu. Hôm nay đi học, bé Na được cô giáo khen. Cô nói, Na học tiến bộ, tập vở thì lại sạch sẽ, hình vẽ thì cũng rất là ngộ nghĩnh. Nghe nói thế, anh bút mực và bé bút chì vui lắm. Cả hai tranh nhau, ai cũng cho rằng mình là người có công lớn nhất. Bút mực nói, anh là người đã giúp bé Nà viết những nét chữ xinh xinh mà cô giáo đã khen. Thế rồi bút chì cũng giải nải. Bút chì nói, không đúng đâu, em mới chính là người đã giúp bé Na vẽ những cái hình, em không bôi bẩn vở như anh. Trước kia bé Na không biết viết thì nhờ có em đấy. Em đã kiên trì luyện tập cùng bé Na nên bé mới biết viết và có được ngày hôm nay. Thế rồi, họp bút đã nghe cả hai tranh luận với nhau, liền từ tốn nói, các cháu sai rồi, ai cũng có ích. Bút mực thì giúp bé Na viết chữ rõ ràng, dễ đọc. Bút chì thì giúp bé Na vẽ những hình và kẻ hàng. Nghe thế, cả hai ngượng ngùng, bắt tay nhau hứa sẽ không ganh tị nữa. Kể từ đó, bút mực và bút chì luôn luôn giúp đỡ các bé học thật tốt. Câu chuyện ai quan trọng nhất bây giờ đã kết thúc rồi. Các con cố gắng đọc lại câu chuyện và sẽ trả lời những câu hỏi từ cô. Câu hỏi thứ nhất cô dành cho các con. Cô giáo khen bé Na điều gì? Các con sẽ trả lời, cô giáo khen bé Na. Học có tiến bộ, tập vở thì sạch sẽ và cái hình vẽ thì cũng rất là ngộ nghĩnh. Câu hỏi thứ hai dành cho các con. Nghe thế anh bút mực đã nói gì? Bút mực đã nói gì? Chúng ta sẽ trả lời. Bút mực đã hào hứng nói, anh là người đã giúp bé Na viết những nét chữ xinh xinh mà cô giáo đã khen. Câu hỏi thứ ba cô dành cho các con. Thế rồi, bút chì đã nói những gì? Chúng ta sẽ trả lời là bút chì thì giải nải không chịu. Em chính là người đã giúp bé Na vẽ hình. Em không bôi bẩn vở như anh. Đó là cái câu nói của bút chì. Cuối cùng là câu hỏi thứ tư, họp bút đã nói gì các con? Các con sẽ trả lời là họp bút nói các cháu sai rồi, ai cũng có ích. Bút mực thì giúp cho bé Na viết chữ được rõ ràng dễ đọc. Còn bút chì thì giúp bé Na vẽ hình và kẻ hàng, ai cũng là người tốt cả. Bài học của cô ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Các con nhớ ấn nút đăng ký để nghe những câu chuyện, những bài học từ cô. Cuối cùng tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau.